dương tầm bờ phần dinh sọ hero bị chán thì sẽ tiêu nhầm bạn trong review thế tại bà miền uy tín lấy ở miền để tiêu này sao mà thì bạn đau sắm khăn pin nào có sẵn hero tiêu này là sắm khăn thì game miền lưu lấy về ở ok đây có là sao là pin cao sắp pin bằng bộ đội hàng right này bùng bùng sắm đặt bộ dụng thái thó này ok này thằng này chắc hero này như thua cả đã đoạn nó không thằng lại bay rồi cao sắm là chẳng lại mới đi và sẵn chỉ cả này để ngon thì lạnh để ngon thì ai thức ai chan mà không phải làm vậy thôi cả tình hệ độ thì bán á chẳng ai thêm chỉ luôn không phải lại bây rồi cao đi cứ dựng bàn này kia kia này đại mạnh bột đọc bảy mùi chút tam đó áo của bà khảo cứ em anh tết thì luôn cho mùi nâng chèn on xài sống với cụ tiền nâng còn sẽ đi tam đó thì em vốn cái bay đó thì tao cứ bay đó mùi chút tam đó tên như tao biết là tô mùi chút đặt khoảng của mùi chút cái ổ cọp sẽ đi tam đó bị gì đi nào mới cũng bật là bạn có mình tôi đã từ là cao sắp đi rồi nè chẳng là bạn cao pi nó không bạn nhưng cất tha phải chia mình tìm để thằng nào có nhưng mới mình chuyện ý miền ớt ô cao im tâm là câu thế này đó nên nè kiếm là cột chạm bị cao buồn lắm hay mình cao một buồn mũi ok đấy giờ này mới bán bữa tay à nó không nó bị áp nhau thì chọn nó thọt nó cần thay vì bán lôi chẳng hạn tại bảo miền bột ấy cửa bị ăn bột thì ok này có cái này chân hề rô đấy thật cả đạt độ nông lái bay rồi cao dầm là xa từ chmua đấy ở chmua bán chmua em hề rô cả mặc chung tạm đó nè luôn chung mùi đừng ai thêm ê giải tiền là giờ tao cứ mình chăm bạch bia lấy thai mẹ đang tại chỗ lúc vay vô một nó hai bạn mới đi vào vay một bạn vay gì o vay gì em anh cứ dập bài à nhưng cái kia lên thì chọn chưa có thật lẽ rồi vay gì vay gì o tao ăn yên sách vay vay này mẹ này này khi luật lệ chả là bình trọng khi vậy thì mình bạn bị gì mà ta phải để sai những cái kinh còn chơi lên nhắm khi kia cho chân lên bạn đi chẳng việt tàn nè còn tại skill và khi ta bị biết skill đấy ok nên góc này chắc là có bài chân ngay dung chân hero đúng không lại bây đôi cao dập lá chân mà sẵn sẽ bình chất ai chạm không phải bạn ok ạ con bye bye.